Chào các bạn, tiếp theo là một trong những ván cờ hay nhất của giải Y Thái Bôi năm 2018 này, khi mà một cao thủ có lối chơi được cho là tàn bạo và khét tiếng đã dũng mãnh phế quân ngay từ khi khai cuộc để mà triển khai thế công như vũ bão. Và điều đặc biệt ở chỗ là chỉ với chiêu thức phế quân này nhưng mà đã khiến cho toàn bộ quân lực của đối phương phải co cụm phòng thủ một cách bị động cho tới khi vỡ trận. Vậy có phải đây là một tuyệt chiêu tàn độc đã được nghiên cứu kỹ hay là một bí kíp đã thất truyền bấy lâu của thế cuộc là thiên nhân chỉ lộ đối pháo để chốt? Và chúng ta sẽ được kiểm chứng ngay và sẽ hoàn toàn thỏa mãn qua cái ván thực chiến giữa Trịnh Duy Đồng và Uông Dương. Trong đó thì Trịnh tiên thủ và Uông trấn hậu, diễn biến sẽ như sau. Trịnh ra quân là thiên nhân chỉ lộ, lúc này Uông Dương đối pháo để chốt và Trịnh lập tức gá trung pháo. Lúc này thì Uông tượng 3 tấn 5, Trịnh tiếp tục khởi mã để cho Uông dùng chốt tấn lên để mà đe dọa vào tượng. Và Trịnh Duy Đồng phi tượng lên, sau khi chốt tràn qua thì thản nhiên xem như không, lập tức xe 1 bình 2. Trịnh Duy Đồng đã hoàn toàn làm ngơ với quân chốt 3 mà tiến hành xuất chủ lực, cũng là một cái biến đi rất thịnh hành của cái thế trận này. Còn chắc chắn một điều rằng là Uông Dương không thể nào giữ lấy quân chốt này được, tại vì chắc chắn lúc đó bên đỏ sẽ lợi dụng thời cơ để mà triển khai toàn bộ quân lực, thì chắc chắn hình trận bên đen khó lòng mà ứng phó nổi. Cho nên về một cách khai quân chính quy, lúc này thì Uông Dương nâng hoành xe, thì Trịnh Duy Đồng bèn dùng pháo nổ lấy trung binh trước để mà ngăn cản đường điều động của quân xe lộ chính này. Lập tức sĩ 4 tấn 5, rồi tiếp theo dốc công. Và lúc này thì Uông Dương phi mã để chốc pháo, thì chốt chỉ cần tấn 1. Và tới đây thì có một cái lối cải cách đã được Uông Dương đưa ra, đó là thay vì dùng chốt 3 tấn 1 thì anh lại dùng xe 1 bình 2. Và cũng chính cái nước đi này không biết là do vô tình hay hữu ý mà dẫn đến một thế cuộc vô cùng thú vị, chúng ta sẽ được chứng kiến ngay. Tới đây thì Trịnh Duy Đồng phi mã lên để mà giữ pháo thì chốt tấn 1 và lập tức gá pháo vào trung tâm. Và họ Uông thấy vậy bèn đi chốt 3 bình 4 rất tuyệt vời. Thứ nhất là đã giữ được quân chốt này, hoàn toàn có thể phát huy uy lực của nó trong cái việc là hạn chế đường lên của mã, cũng như là chỉ cần một bước nữa thôi, tấn lên 1 đủ để đánh đôi. Tác dụng rất là ghê gớm. Nhưng mà điều đáng nói ở chỗ là sau một hồi trầm ngâm để suy nghĩ, Trịnh Duy Đồng tới đây đã tung ra một cái biến đi khiến cho đối phương cũng như là toàn bộ khán giả phải bất ngờ bằng chiêu thức là phi mã lên trung lộ. Chẳng khác nào vừa vào trận được vài nước, chưa kịp ổn định cả đội hình thế trận thì đã vội vàng phế bớt một quân chủ lực. Vậy cái dụng ý sâu xa mà một thử hiệp vô cùng tàn bạo của kỳ đại Trung Hoa này đang còn ấp ủ là gì? Cho dù có ra sao đi chăng nữa, bắt buộc Uông Dương phải dùng chốt để chém mã ngay. Còn nếu như không, chỉ cần mã 5 tấn 6, hình trận của bên Uông khó lòng mà đỡ nổi. Tại vì lúc này, tác dụng của đôi pháo cánh sẽ không còn nữa. Sau khi lật đật đối phó thì chỉ cần xe 9 binh bay cũng đủ để kiểm soát toàn bộ cục diện. Còn chỉ với một quân chốt qua sông, hoàn toàn không có ý nghĩa gì nhiều về mặt chiến lược. Và lúc này như đã định từ trước, thì Trịnh Duy Đồng chỉ cần thoái pháo lui, đang còn đe dọa là dùng đôi pháo khử lấy tượng, và chắc chắn cũng đủ để lấy lại được một quân. Và lúc này thì Uông Dương đâm lao thì phải theo lao, mã 4 tấn 3. Thứ nhất là giữ lấy quân tượng, thứ hai nữa là đang còn hăm he chốt, và thứ ba là cũng hạn chế được cái tầm hoạt động rất tuyệt vời của quân xe lộ chính này đang còn phục sẵn là bình ra lộ bay. Và trong hình cơ này, Trịnh Duy Đồng buộc phải dùng chốt 5 tấn 1. Còn nếu như không, một cái bài toán giải quyết vô cùng trọn vẹn của họ Uông là chỉ cần dùng mã để khử lấy trung binh, thì rõ ràng là cuộc thế sẽ trở về trạng thái cân bằng như lúc đầu. Tiếp theo thì họ Uông dùng chốt tấn lên, thì họ Trịnh bèn nâng xe. Và lúc này thì Uông Dương xe chính minh bạch, thì họ Trịnh vẫn thản nhiên xem như không, để mặc với cái nguy cơ bên đen đang phục là đấm chốt 7 để kiểm chế mã, lập tức bổ sĩ. Và sau khi Uông Dương dùng chốt tấn lên thì lại nhẹ nhàng dùng xe chính minh 6. Vậy tới đây bên đen có thể nào là dùng chốt 7 tấn 1 hay không? Điều gì sẽ diễn ra? Thực ra với hình cờ này thì bên đỏ chỉ cần tung ra một bước nữa cũng đủ để lấy lại được toàn bộ tình hình, cũng như là khiến cho bên đen vạn quân phải tan tác, chính là tấn xe để mà chốc mã là dụng ý cơ bản. Thực ra đang còn dùng trung binh để đoạt lấy tượng, chắc chắn là bên đen khó lòng mà đỡ nổi. Cho nên nếu như dùng chốt tấn lên sẽ dẫn đến một cái biến đi vô cùng thảm hại. Bởi vậy trong thực chiến thì tới đây Uông Dương đã không thể nào chịu nổi áp lực, buộc phải phế lại một quân để mà giữ vững đội hình thế trận, hy vọng là kéo dài cuộc chiến thêm nữa. Còn nếu như để cho cái tài công sát của Trịnh Duy Đồng được thi triển, e lòng mà khó sống sót nổi qua mùa đông này. Và Trịnh Duy Đồng chỉ chờ có vậy, dùng chốt để ủi lấy tượng, chắc chắn là pháo không thể nào bình năm, tại vì sẽ mất luôn cả mã, kiêm luôn cả việc chốc pháo, và hình trận thế công vẫn còn được xác lập như cũ, bởi vậy mà phải dùng mã thoái lui. Và lúc này thì xe chỉ cần đoạt lấy pháo. Rõ ràng là sau một cái chiêu thức bỏ lại quân rất là nhẹ nhàng của Uông Dương thì hình trận cân bằng đã hoàn toàn được xác lập. Thế công của Trịnh Duy Đồng lúc này có vẻ như là đã thu lại manh vuốt,
không còn hùng hổ như ban đầu nữa, tại vì con xe lộ 2 này đã vào một cái vị xấu hơn. Ngoài ra thì bên đen đang còn thủ sẵn là dùng chốt 1 tấn 1 cũng đủ để ủi cho con mã này phải quay lui. Nhưng mà nội lực của cái đòn phế quân có thể nói đạt đỉnh điểm ở cái nước đi này. Tại vì Trịnh Duy Đồng vẫn rất là nhàn nhã dùng xe 2 thoái 2. Câu hỏi đặt ra là bên đen có thể nào dùng chốt 7 tấn 1 để ăn lấy mã hay không? Bên đỏ đang còn phục ra chiêu thức gì mà lại dũng cảm thí quân một lần nữa? Và đây cũng chính là hình cờ tôi đã để lên trang Facebook của Cửa Tướng Đam Mê để các bạn có thể thảo luận một chút. Và cũng đã có một bạn rất là nhanh trí nhìn ra được cái chiêu thức rất tuyệt vời này của bên đỏ, chính là xe 2 bình 4. Trong hình cờ này, mặc dù là bên đen thấy trước nguy cơ là xe 4 sẽ tấn 2 để mà vừa chốc xe vừa cản mắt tượng, lúc này tạo điều kiện cho quân pháo có thể nhòm lấy mã và tạo sát. Nhưng mà vẫn rất là khó đối phó, đây là cái điều tuyệt vời nhất, làm một cái đỉnh cao trong cái màn phế quân ở cái ván đấu này của Trịnh Duy Đồng. Bởi vậy mà họ Uông tới đây đã đánh giá được hết tình hình, không thể nào vì tham quân mà lại mất thế một lần nữa. Cho nên, phi mã lên để giải phóng huynh trận, lúc này cũng như là tạo ra hình thế đỉnh đôi, vừa xe vừa pháo, cũng như là tạo ra cái lộ thông thoáng cho con xe lộ 7 này. Và Trịnh Duy Đồng chỉ cần bình xe vào để mà chốc ngược lại mã. Chắc chắn rằng mã không thể nào tiện tay đạp lấy trung pháo, tại vì chẳng khác nào là tạo điều kiện cho con mã lộ 3 này có thể liên công. Và với một cái thế tấn công như trẻ tre, hai xe thì đã áp sát sườn, lúc này pháo ở trung lộ, còn mã thì ở trung tâm, chắc chắn bên đen khó lòng mà ứng phó nổi. Cho nên bắt buộc Uông Dương phải mã 6 tấn 8. Và lúc này thì Trịnh Duy Đồng rất chặt chẽ, xe 4 bình 5 để đe mã. Tại vì nếu như bên đen không đối phó, chỉ cần dùng xe tấn 1 cũng đủ để tạo ra sát cục rất kinh điển, bằng nước tiếp theo là dùng xe chém thẳng vào sĩ. Có thể thấy rằng sau khi nước đi phế quân thì Trịnh Duy Đồng đã lợi dụng rất là chặt chẽ địa hình địa lợi, đặc biệt lúc này là một cái điểm yếu cần phải quét sâu về phía trận địa của Uông Dương, chính là đã bị gãy mất một tượng, cũng như lúc này không còn cách nào khác miễn cưỡng với cái vị trí là mã ở trung tâm, tạo điều kiện cho toàn bộ quân chủ lực của họ Trịnh có thể gia tăng áp lực. Cho nên tới đây thì Uông Dương mã 8 tấn 6 để đe sát và Trịnh Duy Đồng bổ sĩ lên. Và kiểu gì Uông Dương cũng phải đối phó với cái nước là xe chén mã, cho nên buộc phải tấn xe lên một nước. Thì lúc này Trịnh Duy Đồng mới thoái mã, làm một cái nước đi phòng thủ đầu tiên. Và Uông Dương thoái mã để đánh xe. Sau khi xe thoái một thì tiếp tục bình chốt để tạo ra hình thế đánh đôi. Và Trịnh Duy Đồng phát động cái đợt tấn công, dùng pháo chém lấy mã. Sau khi tượng tuấn lên thì lại thoái sĩ. Và lúc này thì Uông Dương bình chốt để nhường đường cho con mã này có thể tiếp tục nhảy vào cái lộ cũ. Và đe ra hai mối nguy, thứ nhất là đánh xe, thứ hai nữa là phục sát. Cho nên để giải quyết ổn thỏa thì lúc này Trịnh Duy Đồng thoái xe, sau khi mã tấn lên thì chỉ cần bổ sĩ. Có thể thấy rằng Uông Dương lúc này đã hoàn toàn không hề tốt về cái mặt tâm lý chiến, nhìn thấy phía trước là vách đá dựng đứng nhưng mà vẫn cứ đâm đầu vào, không hề biết mệt mỏi. Cho hình cờ này vô tình tạo ra một cái hố tử thần, khiến cho con mã này không còn đường nào có thể di chuyển, cũng như là con chốt lộ 7 tự nhiên lại đứng khựng lại. Toàn bộ quân lực lúc này đã tưởng chừng như trở thành một cái khối băng cứng sững và thô ráp. Và tiếp theo thì Uông Dương tấn chốt thì Trịnh Duy Đồng bổ sĩ. Rõ ràng là nếu như cứ đứng im tại vị toàn bộ những cái quân chủ lực thì sẽ là điều không hề hay ho. Cho nên Uông Dương đành phải miễn cưỡng lao đầu để tìm một cái phương án mới mẻ hơn, chính là tấn pháo để chốc mã. Thì Trịnh Duy Đồng chỉ chờ có vậy, tấn xe lên để chốc ngược lại pháo. Pháo thoái lui về cửa hà. Lúc này thời cơ đã tới, cho nên họ Trịnh dùng pháo chém lấy tượng. Sĩ thoái lui thì chỉ cần tấn xe lên để mà truy cản, ngăn không cho pháo 3 có cơ hội bình 5 để che chắn, khiến cho Uông Dương lúc này phải lật đật chạy trốn một lần nữa. Pháo nhân tiện tấn lên để mà chốc ngược lại mã. Và qua những cái nước đi tiếp theo thì chúng ta mới có thể hiểu được vì sao anh lại được giang hồ đặt cho cái biệt hiệu là một thiếu hiệp tàn bạo nhất của kỳ đại Trung Hoa. Đầu tiên là thoái pháo để đe dọa là xe 6 bình 5 rút chết chủ lực, cho nên không còn lựa chọn nào khác cả. Biết là nguy hiểm nhưng mà vẫn phải thượng tướng lên khỏi cung. Lúc này thì họ Trịnh trước khi thể hiện cái bậc tài công sát thì thoái thủ một nước bằng cách là sĩ 5 thoái 6, khiến cho con pháo này đã không còn không gian để hoạt động, tự nhiên nó lại đứng bơ vơ một cách đầy vô duyên. Và lúc này thì Uông Dương tiến hành liên kết song xe để tránh khỏi cái việc mất mát chủ lực khi cần thiết. Và lúc này thì Trịnh Duy Đồng bình xe để chiều tướng. Chắc chắn một điều là bên đen không thể nào lợi dụng với việc là mã đang còn đe xe mà lập tức xe 2 bình 5 để kích đổi chủ lực. Tại vì lúc này một cái lựa chọn rất sơ đẳng của bên đỏ, nếu như bên đen tính toán sơ qua là xe 5 tấn 1 thì chỉ cần mã thoái lui cũng đủ để đánh chết một trong hai xe và pháo. Nhưng mà đây thực sự là một cái sai lầm quá ngớ ngẩn, tại vì bên đỏ chỉ cần chém lấy xe trước, bắt buộc tướng phải thượng lên. Rồi lúc này chỉ cần một bước nữa thôi là bình pháo ra để chiếu.
Nếu như tướng 5 bình 4 thì chỉ cần xe bình ra để sát, còn nếu như tướng 5 bình 6 thì lúc này chỉ cần tấn xe lên để chiếu cũng đủ để lấy nốt mạng của chủ lực còn lại, bắt buộc bên đen phải thua một cách rất là thê thảm. Bởi vậy mà sau khi đòn chiếu như thế này thì Uông Dương phải bình tướng ra, thì Trịnh Duy Đồng lại bình xe để chiếu, chắc chắn là xe không thể bình vào, tại vì pháo xe bình ra cũng đủ để đánh chết chủ lực, cho nên buộc phải bình tướng vào cái vị trí ban đầu, thì Trịnh Duy Đồng lại tiếp tục bình xe. Và lúc này thì Uông Dương tấn xe để chốc từ pháo, nhưng mà điều này cũng không hề quan trọng, tại vì xe tấn lên để chiếu trước, bắt buộc tướng không thể nào quay về chốn cũ, tại vì sẽ đoạt luôn sĩ và thế công rất là dũng mãnh, cho nên tướng phải leo lầu 3. Và lúc này thì Trịnh Duy Đồng thoái pháo. Rõ ràng là với cái tài điều quân khiển tướng rất là tài tình của mình thì Trịnh Duy Đồng đã khiến cho toàn bộ cái hệ thống phòng thủ của bên Uông đã trở nên vô dụng. Trong cơ này, tướng đã một mình một ngựa phơi xương ra ngoài nắng gió để cho đôi xe mặc nhiên công sát mà không thể nào chống đỡ, chỉ còn là một cách bị động và dẫn đến một kết quả rất bi thảm. Những nước đi tiếp theo thì sẽ như sau. Sau khi tướng 5 bình 6 thì Trịnh chỉ cần một bước là dùng xe chém lấy sĩ trước, đang còn đe dọa là bình xe ra chém nốt quân sĩ còn lại và tạo sát, cho nên sĩ tấn lên. Thì Trịnh chỉ cần một bước là lệch xe ra, lúc này đang còn đe dọa là thoái hai để mà chiều tướng đánh chết chủ lực, cho nên họ Uông lại một bước là tấn xe lên để kích đổi. Nếu như xe bình ra thì chỉ cần quăng mã lên chiếu đủ để đánh đôi và sẽ tạo ra một cái cơ hội hoàn toàn có thể phản công, nhưng mà điều này không bao giờ có thể diễn ra được. Tại vì họ Trịnh chỉ còn một bước là thoái xe chiếu, sau khi tướng thoái một thì lại chiếu ra, tấn xe một để chiếu, tướng quay lui thì chỉ cần tấn xe lên để đe dọa vào sĩ và sau đó không còn điều gì có thể ngăn cản sát cục cả. Và chỉ có đúng một cái lựa chọn là phải bình xe vào trung tâm. Và chuyện gì đến đã đến, Trịnh chỉ cần một bước là thoái xe, đang còn phục là bình qua lầu 4 chiếu để mà sát ngay. Cho nên chỉ còn đúng một cái phương án lựa chọn là phải thoái xe về. Và Trịnh chỉ cần đơn giản là tấn xe một để chiều, tướng thượng lên rồi sau đó bình xe ra. Với sát cục là đôi xe lệch, cho dù nhìn thấy trước cũng không thể nào chống đỡ, bắt buộc Uông Dương phải ký vào biên bản để mà nhận thua. Có thể nói đây là một cái vận đấu khắc họa được trọn vẹn cái bản tính tàn bạo của Trịnh Duy Đồng. Anh đã nhìn thấy tiên cơ từ rất là sớm, tiến hành phế quân ngay lập tức để mà tạo ra một cục diện hoàn toàn bất lợi cho đối phương. Lúc này đã như một cái tảng băng trôi cứng đờ nhưng mà dễ vỡ nếu như chọc trúng tâm mạch. Và rồi Trịnh Duy Đồng đã hoàn toàn làm được cái điều này với tài điều quân vô cùng linh hoạt như nước chảy mây trôi, đã vô hiệu hóa hàng tuyến phòng thủ và bức sát một cách rất là ngoạn mục và không hề cho đối thủ bất kỳ một cơ hội nào cả. Chúng ta hoàn toàn có thể thấy trong cái trận chiến này thì Uông Dương không hề có được một cái nước chiếu nào cả. Cảm ơn các bạn đã chú theo dõi và nếu như cảm thấy thú vị thì các bạn đừng quên like, đăng ký cũng như là chia sẻ để ủng hộ kênh sẽ sớm ra những cái tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.